Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tôi của máy phát điện Xuân Trường. Chúng tôi hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2022. Cũng đã rất lâu rồi, cách đây 1-2 tuần thì bên mình mới đấy lại lên video cho anh em xem. Nhưng mà hôm trước thì cũng báo cho anh em là lên sóng sớm cho anh em xem cái lô máy dầu. Thế nhưng mà hiện tại lô máy dầu thì nó vẫn đang kẹt trong công nên là cũng chưa để về được. Đó thì hôm nay thì mình có một số con Denso và một vài con Makita này về trước thì mình cho anh em dọn rửa. Thì hôm nay cho lên sóng trước ba con Makita G2000H và một vài hôm nữa thì anh em nó dọn rửa những cái con Denso 2006 xong thì mình sẽ lại cho lên sóng tiếp nhé mọi người nhá. Thì như trước màn hình của quý vị đây thì hôm nay mình sẽ xin phép là giới thiệu một ba cái dòng máy, đó là công suất của nó là 2 kg và nó cực kỳ mới, mới đến 99%. Đó thì lát nữa thì mình sẽ đi vào cái ngày sản xuất, thông số rồi là mọi thứ của nó. Thì như con này thì nó ra cho ra là công suất là 2.0 kVA. Đó thì chạy mạch AVR thì nó có thể chạy được cả tần 50 và tần 60 Hz nha mọi người nhé. Thì con này như cái con này rất là phù hợp với những gia đình chạy những cái con, ví dụ như một hộ gia đình chạy một con điều hòa 9000 cùng với lại quạt, máy bóng, tivi, tủ lạnh, cái tất cả các thiết bị thiết yếu trong gia đình. Đó thì hôm nay thì mình sẽ lên sóng cho anh em xem và trực tiếp là đi vào từng cái con máy một. Bởi hôm nay thì để cho mọi người xem là một cái con máy nó mới 99% thì nó sẽ như thế nào. Đó và cái công suất rồi để cho đến mọi thứ của nó sẽ như ra sao thì hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết cho mọi người. Thì hôm nay mình cũng báo luôn là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của con này từ 0.6 đến 0.8 lít trên 1 giờ nhé mọi người nhé. Đó và chạy thì chạy một điều hòa 9000 cùng với lại quạt bóng, tivi, tủ lạnh, tất cả thiết bị thiết yếu cho gia đình. Đó thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết một con máy. Đó thì nó có những cái tính năng hay là cái công dụng nó như thế nào. Thì sau đây mình sẽ đi vào con thứ nhất này, con thứ hai, con thứ ba. Đó thì bây giờ sẽ đi vào con thứ nhất này. Thứ nhất là trên chốc mặt bình xăng này. Đó. Thứ hai này. Đó là đây là đồng hồ báo xăng, đây đồng hồ báo dầu, đây đồng hồ báo điện. Đó điện thì điện zin của nó là điện 100V nhưng mà bên mình đã chuyển điện sang 220V để mọi nhé mọi người nhé. Về thì mọi người chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm gì cả, nổ máy lên là sử dụng. Đó đây là cái báo dầu này, khi mà máy hết dầu thì nó sẽ nhấp nháy đỏ ở đây. Mọi người phải đổ thêm dầu vào. Đó. Dầu nhớt đấy, nhớt nhưng mà. Đó đây là cái CV tắt mở này. Tắt công tắc tắt mở cái máy. Đó thứ tư nữa là đây là sạc bình ắc quy nhá mọi người nhá. Đấy mọi người nhìn đấy, một con máy nó 2 kg nhưng mà nó cực kỳ nhiều công dụng. Đó sạc bình ắc quy này, rồi báo dầu này, đồng hồ này, CV này, đấy 10 con này sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái bóng báo nhá. Khi mà cái bình ắc quy nó đầy thì cái bóng báo này thì nó sẽ hiện lên. Đó. Đây còn đây là hai cái CV tắt mở này, CV tắt mở trong máy này mọi người nhìn đấy. Nhìn cái bằng mặt bảng tắp logo một con máy mới 99% thì mọi người biết là cái con máy nó mới như thế nào, nó độ mới như thế nào. Đó đây là cái đặc biệt hơn nữa là cái con này nó là cái máy đời cực cao đó. Nên là nó có chiết áp chỉnh vôn này mọi người này. Đó ví dụ như khi mọi người chạy điện 200V cũng được, 210, 220, 230 thì mọi người chỉnh ở đây cũng được nhé mọi người nhé. Đó. Nó cực kỳ tiện lợi. Đó. Hơn nữa đây là cái công tắc, đây gọi là cái CV, gọi là CV là đây là nó cứ cung cấp điện cho hai cái ổ cắm này. Đó mọi người bật lên thì nó sẽ hai ổ cắm này có điện. Nó tắt đi thế này thì hai ổ sẽ đồng thời thay đổi sẽ mất điện. Đó đây là cái chế độ economy. Đó khi mà mọi người chạy ví dụ như một cái con điều hòa mà nó chạy đủ cái nhiệt độ là 18 độ rồi thì nó sẽ cái con điều hòa nó sẽ tự ngắt. Nó tự ngắt đồng thời thì cái này của nó thì cũng sẽ tự ngắt theo và cái máy này nó sẽ chạy theo cái chế độ là eco nhé mọi người nhé, gọi là eco tiết kiệm. Đó thứ ba thì con này đây con này tem mác đây. Đó người bên Nhật sử dụng từ cái tem mác cho đến mọi thứ nó vẫn giữ nguyên zin nhé mọi người nhé. Đó con này thì là xuất xưởng 21 tháng 1 đó năm 2022 nhé mọi người nhé. Mã của con này là 23733. Đó đây là mã đấu giá này, mã đấu giá là mã xuất xưởng này. Đó đây mọi người muốn check series này cái gì đấy thì lên cái mã QR này. Đó còn đây là cái ngày xuất xưởng nó này, 21 tháng 1 năm 2022 nhé mọi người nhé. Đấy nó cực 2022 luôn nhé mọi người nhé.
tháng 1 năm 2022, nó cực kỳ mới luôn. 2022 thì gần như nó đã chạy gì đâu. Đấu giá mọi thứ xong thì đã mất 2 tháng rồi. Vận chuyển về đây mất 1 tháng nữa. Và bây giờ đến tay người tiêu dùng, người sử dụng gần như là nó không chạy một chút nào nhé mọi người nhé. Đây, sau đây đi vào một cái lốc máy mà đằng trước này. Tí nữa thì mình sẽ đi vào cái máy đằng sau cho mọi người xem nhé. Đó, mọi người nhìn này. Nó mới từ cái lốc máy luôn. Đó, chân đế này, sơn zin nhé mọi người nhé. Sơn chết tất cả các thứ từ khung sườn, các thứ đều là sơn zin. Đó, đây là cái thăm dầu, cái tháo ra để thay dầu. Đó, đây là con máy đầu tiên. Đó, chuyển sang con máy thứ hai thì nó cũng không có gì đặc biệt hơn con máy kia cả. Đó thì mình chỉ xem cái ngày sản xuất thôi, ngày xuất xưởng thôi. Con này thì mã xuất xưởng là 22686. Đó, con này xuất xưởng ngày 16 tháng 11 năm 2021. Wow, phải nói là cực kỳ mới luôn. Đó, để con này cũng như con kia. Đó, đây là sang con thứ ba này. Con thứ ba này, đây. Con này thì xuất xưởng ngày 28 tháng 1 năm 2021. Đó, phải nói là nó cực kỳ mới luôn phải không mọi người. Toàn xuất xưởng năm 2021 và năm 2022 cả. Đó, cực kỳ mới, cực kỳ VIP luôn. Đây, thì sau đây mình sẽ đi vào cái mặt mình quay máy cái máy ra nhé. Đó, quay cái máy ra, đi vào cái mặt đằng sau, chi tiết mặt đằng sau cho mọi người xem. Đó, cái con máy nó mới đến mức như thế nào. Đó, đó, đi vào cái máy đằng sau cho mọi người xem nhé. Trước tiên là đi vào cái bộ máy của con thứ nhất này. Mọi người nhìn này, con này thì nó đặc biệt, nó nổ ở đây là bô của nó thêm một hệ thống giảm thanh ở cái đầu bô này nữa, đó gọi là bô lô tô. Nó nổ cực kỳ êm luôn nhé mọi người nhé. Và ba nữa này, mọi người nhìn này. Đó, gần như là nó không chạy một chút nào cả. Mọi người thấy không? Nó gần như là không chạy một chút nào cả. Đó, đây, mọi người nhìn này. Cái mặt UHV này nó sẽ hiển thị gần như tất cả. Đó, chạy nhiều hay không thì nó sẽ ở cái mặt bảng, cái mặt UHV này. Đó, đây, đây là bên trong này. Quay cho mọi người bên trong chi tiết bên. Đây nha, quay cho mọi người chi tiết bên trong. Đó, đây chi tiết bên trong này. Một con máy nó mới, mọi người nhìn cái chế xăng này. Nó gần như nó mới tinh nhìn tinh luôn. Đó, ốc thì đây, ốc 7 màu, từ cái lò xo 7 màu luôn. Đó, đây, còn đây là cái phía bên trong này. Đấy, mình quay này, mình quay chi tiết lên cho mọi người xem. Mọi người nhìn cái cánh quạt của nó này, không một chút bám bẩn nào. Đó, cánh quạt 7 màu luôn. Đó, củ phát này, củ phát thì con này thì tương đối to rồi, 20cm nhé mọi người nhé. Củ phát nó to thì đương nhiên là điện nó sẽ khỏe và mọi thứ nó sẽ khỏe. Đó, không như những cái củ phát của những cái con Honda mà nó bé gần như bé bằng một nửa ấy, con này. Đó, mọi người nhìn củ phát của nó 20cm. Đó, cực kỳ đẹp. Đây là cái tem thông số của nó nhé mọi người nhé. Đó, 1,7 kVA cho tần số 50Hz, 2,0 kVA cho tần số 60Hz. Đó, 17/20A. Đó, và điện thì điện 100V, thì mình đã chuyển điện 220V để mọi người nhé, mọi người nhé. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đó, đây là cái con máy đầu tiên. Đấy, đó, đây là cái con máy thứ hai. Đó, con máy thứ hai không khác gì con máy đầu tiên cả, thông tiệm thông số cho đến mọi thứ. Mà nhìn này, mọi người nhìn cái cục phá của nó này, nó trắng tinh luôn nhé mọi người nhé. Nó trắng tinh luôn, gần như là máy không chạy luôn ấy. Đó, đây là cái ốp lọc gió này. Đó, đây, mọi người nhìn cái xăng, núm xăng cho đến mọi thứ này, nó đẹp. Đây, chụp giật này, nó mới dây dợ cái thứ của nó còn mới tinh. Mọi người nhìn cái chụp giật này, nó khác gì máy mới đâu. Đó, con này máy mới thì nó là sẽ là 47 triệu ở bên Nhật nha mọi người nhé. 47 triệu tiền Việt Nam. Đó, thì nó sẽ rơi vào là khoảng độ 23 man, 23 phẩy mấy man đấy, 23 man hay sao đấy mọi người. Đó, thì đây. Đó, đó. Đó, giới thiệu một các bạn ấy một tính năng nữa này. Đây này, đây là cái chế độ này. Đây là chế độ chạy tần 60 và 50 này, mọi người nhìn thấy độ 50Hz này, 60Hz này. Đó, khi mà mọi người chạy tần 60 này, mọi người gạt sang đây này. Đó, chạy tần 50 này, mọi người ấn sang bên kia này. Đó, hai cái chế độ phải nói là nó cực kỳ VIP cho một con máy luôn. Chế độ, hai chế độ. Đó, mọi người nhìn này. Đó, từ cái chế xăng
cho đến mọi thứ, bầu lọc gió, nắp chụp giật. Đó, mình lấy nét cho mọi người xem luôn. Đây, bên trong, mọi người nhìn bên trong, nó có khác gì máy mới không ạ? Gần như là máy nó mới tinh tinh tinh. Đây là những cái này nó bị va chạm công, mình rút công thì nó va chạm, nên là cái này nó, những cái này nó không đáng kể nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này, mọi người nhìn này, gần như không chạy, đẹp không mọi người? Đó, đó thì đó là ba cái con máy mà mình vừa quay chi tiết cho anh em xem đời 2021 và 2022. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0963638495 thì mình sẽ báo giá gửi ảnh chi tiết đó, từ cái con máy từ số 1, số 2, số 3 đó, mọi người chọn một con nào đấy thì mình sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người. Và mình cũng báo giá luôn cho mọi người là cái con này là trên 6 triệu 5 nhé mọi người nhé. Đó, trên 6 triệu 5 đó, đẹp trên 6 triệu 5 nhé mọi người nhé. Đó thì anh em nào nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại. Không phải là một con máy mà để mình phải nói là mình làm nghề máy đấy, nhưng mà không phải để mà tìm một con máy mới mà đẹp như vậy thì nó phải nói là chờ rất là lâu và phải đấu giá, phải nói cực kỳ cao thì mới mang về cho mình được một cái con máy, nó ba cái con máy nó đẹp như vậy. Đó thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0963638495 nó, hoặc là kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại 0963638495 thì mình sẽ gửi ảnh chi tiết và báo giá chi tiết luôn cho mọi người một con máy từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 3 là nó giá như thế nào đó. Và bảo hành thì tất cả những các cái dòng máy thì bên mình đều bảo hành máy xăng 6 tháng, máy dầu 1 năm nhé mọi người nhé. Đó, đó là thật ra là cái chế độ bảo hành đấy thì cũng như tất cả các cái cửa hàng và những anh em khác buôn bán rồi. Đó là máy xăng 6 tháng, máy dầu 1 năm cho những cái máy bãi. Đó thì giọng mình mấy hôm nay hơi khàn bởi vì là phục vụ anh em cái tuần trước nó mất điện quá là nhiều đó. Tới đây thì nó đang cắt điện luôn phiên, thì là mọi thứ nọ kia, thế thật ra là mà gần như máy móc là bây giờ nó đang rất khan hiếm và khó khăn để mà nhập được một con máy này về thì bên mình phải nói là quá vất vả luôn nha mọi người. Đó thì gần như là máy không có máy về, không có máy về luôn nha mọi người nhé. Đó, rồi tới đây thì mình có một công máy dầu về thì những cái lô máy dầu đấy về thì mình sẽ quay video trực tiếp hoặc là lên sóng luôn cho anh em xem. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình sau nhé. Rồi sau đây thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và đừng quên là hãy đăng ký, nhấn đăng ký kênh và theo dõi ủng hộ mình nha mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.